tôi còn học lớp 11, 12, tôi có một câu hỏi mà tôi nghĩ là bây giờ vẫn còn nhiều người còn đang thắc mắc cái câu hỏi đó. Thậm chí kể cả những bạn đang đi làm, đang đi học đại học cũng hỏi câu đó nữa. Đó là cái câu học ngành gì để dễ kiếm việc làm. Nếu mà trả lời các bà trợn á thì cái ngành dễ kiếm việc làm nhất đó là hút rác với lại bán dâm. Tại vì chừng nào con người còn sống thì con người còn xả rác. Chừng nào mà con trai con gái còn xuất hiện trên trái đất này là còn có nhu cầu. Nhưng mà ngành hút rác thì ít ai muốn làm tại vì nó dơ. Còn cái ngành mà bán dâm á thì cũng có nhiều người làm. Nhưng mà người ta không muốn nói cho người khác biết thì nghe nó cũng không có gì sạch sẽ hết. Thành ra mình bỏ nó qua một bên. Còn nếu mà trả lời một cách mà nghiêm túc á thì cái câu hỏi học ngành gì để dễ kiếm việc làm á, nó là một cái câu hỏi vô nghĩa. Nó giống như là câu mình đi ra ngoài đường mình thấy người ta cái mình hỏi: bác ơi, đi đường nào để tới vậy bác? Tới đâu? Đâu cũng được. Vậy thì mày đi đường nào mà chả được? Tại mày đâu có biết mày muốn tới đâu đâu. Học ngành gì để dễ kiếm việc làm mà mình không biết là mình muốn làm cái gì thì làm sao mình biết là mình sẽ cần phải học ngành nào? Nếu mà mục tiêu chỉ là việc làm thôi thì học ngành nào mà chả được. Kinh nghiệm của tôi là các bạn đừng có hỏi học ngành gì dễ kiếm việc làm, mà hãy hỏi bản thân hai câu: mình có khả năng làm việc gì và mình thích làm cái gì. Tại vì mình thích thì mình thích rất nhiều, nhưng mà không phải lúc nào mình cũng làm được. Chẳng hạn như tôi thích con gái nhưng tôi không thể nào làm gái được, cho nên tôi làm diễn viên hài để cho con gái thích. Kết quả là con trai thích tôi rất nhiều, chứ con gái thì nhìn mặt thấy ghét. Clip nhắm VL. Nếu mà việc các bạn thích mà cũng là việc các bạn giỏi, có khả năng luôn á, ví dụ như bạn thích vẽ, bạn giỏi vẽ nữa, thì nghe lời tôi, bạn hãy đi làm họa sĩ. Chứ bạn đừng có làm bác sĩ theo lời ba mẹ nói. Tại vì thế giới sẽ mất đi một họa sĩ giỏi mà chỉ dư ra một thằng cha bác sĩ biến thái, cứ đợi bệnh nhân vừa bị đánh thuốc mê là ba vô ngồi dễ. Ta thức dậy mà mất rồi: tôi khỏe không bác sĩ? Chị khỏe lắm. Còn nếu bạn thích làm cái việc mà bạn hoàn toàn không có khả năng á thì cẩn thận, sau này có chừng xuất hiện trên chương trình Việt Nam Idol, những tiết mục audition thảm họa của những người thích hát mà không có khả năng ca hát đó. Tóm lại á là các bạn đừng hỏi cái câu học ngành gì dễ kiếm việc làm, mà hãy hỏi bản thân mình: mình giỏi cái gì, mình thích cái gì. Nếu hai cái đó là một thì các bạn rất là may mắn, hãy học ngành đó, làm ngành đó luôn đi. Còn nếu mà các bạn không thể nào làm được cái ngành mình thích bởi vì mình không có khả năng thì hãy cố gắng thích cái ngành mình đang làm, bởi vì đâu phải ai cũng may mắn như ai đâu. Ai mà cũng trúng số á, thế giới này thành tỷ phú mà thì cuối cùng cũng lạm phát ngang nhau thôi. Những gì tôi nói ở đây á nó chỉ mang tính tham khảo thôi các bạn ạ. Các bạn nghe, các bạn muốn làm theo là các bạn bỏ ngoài tai cũng được, bởi vì cuộc đời của các bạn á, số phận của các bạn, tương lai của các bạn nó nằm ở trong tay của các bạn, chỉ có các bạn quyết định được điều đó thôi. Tôi và tất cả những người khác đều không quan tâm tới chuyện đó. Ngạc nhiên chưa? Ta-da!